Hôm nay em sẽ hướng dẫn cả nhà mình chống thấm trên sân thượng bằng một loại keo. Thì loại keo này mình xài có nghĩa là một thùng 5 kg như vậy. Thì mình sẽ pha thêm là 2 lít nước và 5 kg xi măng đây. Xi măng thì em chuẩn bị một bịch 10 kg đây. Thì 5 kg sẽ vô một thùng này. Đó là 10 kg sẽ vô 2 thùng. Còn nếu diện tích của mình mà lớn quá, diện tích mình nhiều thì mình sẽ xài một thùng lớn này luôn nha. Mình xài một thùng lớn là 22 kg luôn nha. Thì cách mà em chia sẻ đây là nước và keo và cả xi măng đen đây. Thì để trước tiên á thì chúng ta pha cái này á, thì mình sẽ có cái bề mặt sàn là như vậy nha. Đây là cái sàn sân thượng của mình. Thì mình đã vệ sinh sạch sẽ đâu đó đàng hoàng hết rồi. Và đây tổng thể là của cái diện tích của cái sân thượng. Thì đây là em đã làm sạch sẽ hết rồi. Thì bây giờ là chỉ là pha keo và mình đổ lên. Rồi cái công thức mà mình pha như thế nào thì mời cả nhà mình theo dõi nha. Bây giờ em sẽ lấy nước nha. Em lấy đủ trong vòng 2 lít nước. 2 lít nước để em pha với lại 5 kg keo và 5 kg xi măng nha. Và đây, 2 lít nước của em đã xong rồi nha. Đây, 2 lít nước này. Thì 2 lít nước này mình sẽ sử dụng một thùng keo 5 kg. Đây, thùng keo đây, thùng này 5 kg nha. Đây là em có sẵn 5 kg keo và 10 kg xi măng. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu nha. Rồi giờ bật phui keo nha. Chỉ cần một cái bay là lên thôi. Chỉ cần một cái bay là mình phui lên được, áp dụng cái nắp rồi. Đây là 5 kg keo. Em sẽ cho vào 2 lít nước nha. Thì khi mình chế hết đi rồi đó là có cát nè. Mình sẽ cạo cái cát này ra cho nó vô luôn nha. Cát này là cát nó có cái chất kết dính nha. Kết dính là những cái đường nứt hay là những cái sàn bê tông nó bị rỗ á, là mình vô với cái keo này là cát này nó sẽ có chất kết lại để cho không thấm sàn nha. Đây là 10 kg xi măng nha, mình sẽ cho một nửa vô nha, mình cho một nửa vô. Đây là 10 kg, mình sẽ ngắt đôi ra 5 kg, mình sẽ cho vô 5 lít keo và 2 lít nước. Đây là 5 kg xi măng. Rồi, mình sẽ quậy đều lên luôn nha. Tán thùng.
Sau khi thì 5 lít keo và 2 lít nước, thì 5 kg xi măng vô nữa thì mình sẽ ra được nửa thùng như vậy. Được nửa thùng như vậy nè. Mình sẽ khuấy đều lên nha. Hồi nãy là cát, bây giờ xi măng. Khuấy đều lên 5 lít keo và 2 lít nước. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi ra ngoài sàn là mình chống thấm nha. Tiến hành ra sàn chống thấm. Đây là cái bề mặt sàn là mình đã làm sạch sẽ rồi nè. Đó, mình đã làm sạch sẽ bề mặt sàn rồi nha. Thì bây giờ trước khi là anh chị mà chống thấm á thì quậy lên, quậy đều lên một lần nữa nha. Quậy lên. Quậy cho nó đều cái cát của cái keo á với quậy đều cái xi măng lên nha. Đó. Rồi. Mình sẽ chế ra một góc này nè. Chế ra. Xong là đây em có chuẩn bị cái cọ nha. Chúng ta sẽ quét. Nó sẽ quét ở chống thấm nha. Đó. Thì khi mình đổ ra như vậy á thì keo và xi măng và cát đồ nó kết rắn lại với nhau. Nó sẽ rút xuống dưới sàn. Rút xuống sàn thì nó sẽ chống thấm được. Nó không bị thấm nha. Đó. Lỡ mà cái nền của mình á mà có mưa lớn hay nước nó đọng á thì nó cũng không có thấm xuống được. Thì mình đã chống qua một lớp keo và có cả xi măng. Rồi có cát của cái trong cái keo á để mà cho nó xuống cái nền nhà, chỗ nào mà lủng lỗ hay đường nứt á thì nó sẽ giữ được cái bề mặt nước không thấm xuống. Thì nếu nhà của mình á thì là một lớp vậy nha em, xong để cho khô thì mình sẽ làm thêm một lớp nữa nha. Thì mình chế thêm một lần nữa thì mình quay nữa tiếp nè. Lên. Quay cho đều, thiệt đều lên. Đó. Rồi, bắt đầu là mình tưới ra nha. Đây. Tưới ra. Rồi. Bắt đầu là mình lấy chổi mình đi quét nha. Đó. Cứ quét đều ra sàn, mình quét lên khúc vậy đó. Là nó sẽ chống thấm. Rất là tốt, và rất là hiệu quả. Thì cái này là mình làm qua một lớp nha, rồi để nó khô cái mình làm thêm một lớp nữa. Thì cái công thức mà pha chế keo rồi xi măng rồi mình cạo cái cát trong cái thùng ra, cái cát đó là cát của keo nha, chứ không phải là mình lấy cát ở ngoài mình pha vô. Cát đó là nó có công thức sẵn trong keo đó, để đấy mình chống thấm sàn. Thì video của em tới đây là kết thúc. Đây, video của em tới đây là kết thúc nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi nha. Nếu thấy hay thì cho em xin một like nha. Mình nhớ theo dõi hết giùm em nha. Thì làm đúng thì nó mới không chống thấm sàn nha. Em xin bye bye cả nhà mình.